Trong thời gian gần đây, các bạn đã quá quen thuộc với dòng Intel D10 rồi đúng không? Với cái dòng Comet LED ấy. Chúng ta đã quá quen thuộc với những cái tên như là Core i7, i9 này nọ. Như các bạn có biết á, là Comet LED của một dòng là dòng Xeon của họ. Và đây là chiếc W480 VSDUP, là cái một chiếc workstation chuyên dạy những dòng Xeon đó. Và trên tay mình đây cũng là một phiên bản mẫu của một dòng Xeon. Mà mình sẽ trên tay nhanh và giới thiệu các bạn trong video sau đây. Trên tay mình đây là một con Xeon với phiên bản thử nghiệm có tên mã hiệu là W290B. Con này á có thể nói đây là một cái theo mình thấy giống như là một con 1900K hay với bạn. Tại sao mình lại thấy nó giống như 1900K? Vì nó vẫn có 10 nhân 20 luồng nè. Vẫn có xung cơ bản là 3.7 và xung tối đa max turbo boost luôn á là 5.3, vẫn có các công nghệ như là turbo boost max 3.0, turbo boost 2.0, velocity boost. Vẫn đầy đủ những tính năng của 10900K, ngoài ra vẫn hỗ trợ và nó hỗ trợ cả RAM ECC lẫn non ECC. Nó còn có cả một cái gọi là nhân onboard GPU là bình thường là UHD 630 trên 19K đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có là UHD B630. Đó, chính vì vậy mình thấy nó giống như là không khác gì một con 10900K cả, với một mức xung tuyệt vời cho các bạn có thể vừa chơi game, thậm chí với tính năng Xeon là có thể vừa làm việc nữa. Như ngày trước các bạn đã quá quen với Xeon, Xeon là những cái dòng mà mình đang nói về socket là kiểu như 150 và 155 á. Những con Xeon đó mình thường thắc mắc là nó giống như là một cái con ví dụ như là 1231 V3 đi. Chúng ta sẽ thấy nó giống như một con 470 mà nó cắt đi cái nhân GPU nó tạo ra một con đó. Mình thường hỏi mấy anh trong ngành là tại sao mấy anh không chọn một con 4770 luôn, tại vì nó không có GPU, lỡ mà anh hư Vega mà tôi xuất hình chỉnh sửa này nọ vội vàng nữa, anh có thể làm việc khác. Mà anh nói trả lời không, anh lại hỏi ngược mình là lại như thế này nè, em đã bao giờ cho hai con chạy cùng lúc với nhau mà chạy khoảng một tháng không nghỉ chưa, rồi em sẽ thấy tại sao mà anh chọn Xeon chứ không chọn những con Core i. Và từ đó mình cũng hiểu rằng những con CPU mà Xeon á thuộc cho những kiểu chạy bền, chạy đường dài, nó chạy những công việc mà kiểu như hàng tháng, hàng tuần, tới hàng năm mà không nghỉ. Đó là lý do vì sao chúng ta chọn những con Xeon như thế này. Và bây giờ Xeon có vẻ như đã tiến hóa lên một bước khác rồi, có sung mạnh như Core i và bền bỉ như Xeon. Đó là con 1290B này đây. Và bây giờ mình sẽ nói về cái main W480 VSDUP của Gigabyte. Ở đây chúng ta vẫn có một chiếc main như thế này. Mở hộp ra mình thấy cũng hơi bất ngờ. Cái hộp thì màu trắng, mở ra cái main nó lại đen đen thế này đây. Thấy cũng hơi buồn nhưng thôi. Đây một cái sân mà cao to đen hôi thì nó chắc cũng đã. Bây giờ sẽ nói về những tính năng trên đây. Chúng ta sẽ có những cổng cấp nguồn nè, vẫn là công nghệ solid pin, những cái pin cắm được gọi là làm nguyên khối của Gigabyte. Kế đến đó, các bạn sẽ thấy ở đây nè, cái phần cái cụm heat sink này nè, chúng ta sẽ không có những cục nhôm nguyên khối nữa, mà chúng ta sẽ giống như mà cái phần heat sink của con Vega ấy, nghĩa là có một ống đồng nối giữa hai cái cụm này, và ở đây là những cái lá nhôm luôn, lá nhôm được giữ bởi hai miếng thép ở đây, dòng chữ workstation ở đây, điểm tô lên đây cái phần heat sink này tạo ra một cái vẻ đen huyền bí mà nó mạnh mẽ lắm. Kế đến chúng ta có một cái cụm những khe RAM này á được bọc thép bên ngoài và hỗ trợ là cái mức OC lên tới 4.400 lần. Nếu các bạn có khả năng OC hoặc với một bộ kit RAM tốt thì các bạn hoàn toàn thử OC trên đây. Kế đến ở đây chúng ta sẽ có hai khe SD NVMe. À các bạn thấy nè. Rồi những khe PCIe X16 ở đây cũng sẽ có hai khe bọc thép luôn. Các bạn gắn những con Vega nó nặng quá thì chúng ta sẽ cần những cái khe như thế này để chống kiểu như nó bị nhiều bạn để lâu năm nó bung luôn cái khe PCIe này ra nhìn ghê. Chúng ta sẽ có cái phần thép này tạo ra sự chắc chắn của chiếc main này. Tiếp tục ở đây mình thấy cái main này á mang danh là workstation nhưng nó vẫn có một cái chip âm thanh rất tốt 1220 dB đó, có ông số âm thanh lên tới 120 dB lần. Chúng ta sẽ có một cái khả năng giải trí cực kỳ tuyệt vời như chiếc main này luôn. Và trên chiếc main này chúng ta sẽ không có RGB, à sẽ không có RGB nha mấy bạn. Ở đây mình có nhìn luôn không hề có một cái cổng RGB 5V hay là RGB 12V nào cả. Mình nghĩ cũng đúng thôi, workstation thì tàn quăng dưới chân rồi đóng thùng rồi đóng fan vô thì ai mà chơi RGB làm gì, đúng không? Hợp lý rồi. À mình quên mất, ở đây nè chúng ta sẽ có cụm như là nút reset nè, rồi nút power để chúng ta có thể test nóng trên tay, và một cái báo có lỗi dưới đây nè. Rồi chúng ta sẽ có khả năng gắn thêm một cái khe M2 wifi nhỏ nhỏ ở đây để chúng ta
có hoặc là không thôi thì khỏi gắn cũng được. Rồi về đây, ở đây là cái phần cổng phía sau, nó sẽ có rất nhiều cổng USB từ 3 3.0 rồi 3.2 rồi 2.0. Và ở đây vẫn có cái cổng cho PS2 nữa là mấy bạn xài chuột bi hay là phím cao su Mitsumi gì đó bạn vẫn có thể gắn đi được, họ vẫn giữ trên đây, cũng khá là bất ngờ đấy. Một chiếc men hiện đại mà bây giờ vẫn có thể giữ những cái cổng mà cổ xưa như vậy đó. Chúng ta sẽ có hai cổng LAN nha, cổng LAN thì có một cổng là 1G, một cổng là 2.5G đó. Rồi chúng ta vẫn có hỗ trợ âm thanh 5.1 và 7.1 trên đây luôn. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ với bạn về chiếc men W480 thế này đây. Và chiếc men này á, đang có giá vào khoảng 7 triệu đồng. Và có một phiên bản khác là phiên bản Vision D. Phiên bản nó vào khoảng 10 triệu đồng và nó cũng có một cái tông màu trắng rất lịch lãm giống như cái hộp của nó vậy. Còn cái hộp này màu trắng và cái men màu đen thì mình thấy hơi lạc lõng nhưng thôi không sao. Nó vẫn chắc chắn đẹp. Và đây là tới cái phần test của mình. Và trước khi test, mình muốn nói nhấn mạnh với các bạn về đặc điểm của chiếc main này. Chiếc main này có thể chạy những dòng Xeon của Comet-led, nó có thể chạy những dòng Core i luôn. Nhưng những con main bình thường không thể chạy được Xeon như thế này nha, nó không hỗ trợ. Vì vậy các bạn hãy chú ý, những con main xài chipset W480 mới chạy những con Xeon 290B này đây nha. Các bạn hãy nhớ điều này giúp mình. Và để các bạn hiểu rõ hơn về con Xeon này, mình có hai bài test nhanh về Silvan R15 và Silvan R20, vẫn là những cái bài test kinh điển cơ bản nhất mà các bạn có thể test nhanh tại nhà bất cứ đâu. À, đúng rồi, tại các bạn test nó cũng nhẹ mà. Các bạn có thể thấy ở đây cái phần mà tản nhiệt mình xin được phép bỏ qua, tại mình không có muốn nhắc tới cái cục tản nhiệt. Nhưng bạn có thể thấy ở đây mình muốn nhấn mạnh á là về cái sức mạnh của con CPU ở Silverband R15 á, quá nhanh, thật sự rất nhanh. 10 nhân 20 luồng nó quá nhanh, mình không thể nào mà như chút xíu tí là xong à. Còn với Silverband R20, cái điều đáng nói ở đây á là các bạn còn sẽ thấy con CPU này á, khi chạy tất cả on core là 4.9, mình có thể hiện trong bài test luôn, nó ăn tới gần 200W. Và với 200W như thế này á, các bạn còn cần một cái cụm tản nhiệt. Đối với tản nhiệt khí, các bạn cần những con tản nhiệt to, nói chung thật sự là to, tháp đôi rồi 6 ống, 8 ống, phi 6, phi 8 gì đó, tùy các bạn mà thấy kiếm được gì bạn lắp vô thì nó sẽ render lâu dài cho các bạn. Còn nếu với tản on-one 360, mình đề nghị 360 luôn, không cách nào khác, phải chọn một con thẳng 360 chất lượng để các bạn thể chạy lâu dài. Tại sao? Các bạn sử dụng main workstation, các bạn sử dụng Xeon thì các bạn làm việc thường xuyên á, các bạn không nghỉ mà nó chạy như máy 24/24 luôn đó. Vì vậy các bạn cần những con tảng mà chất lượng khủng để đảm bảo cái chất lượng công việc của bạn được liên tục đó. Chính vì vậy các bạn nên nhớ con này 200W lận, chúng ta cần như vậy nha. Còn nếu các bạn nào dư giả sẽ kết tôm hoàn toàn bình thường, sẽ kết tôm là coi như giải quyết được mọi vấn đề. Tuy nhiên mình á thì sau một khoảng thời gian mình xài á thì mình cảm thấy mình vẫn thiên về tản khí. Tại vì sao? Vì tản khí là mình vẫn có khả năng mình thay thế nhanh được nè, mình không cần phải vác ra tiệm hay nhờ bảo trì. Khoảng một thời gian mình xài, mình chỉ cần lấy cái đồ xịt bụi mình xịt cái là xong, nên vẫn ưu tiên tản khí. Nếu các bạn mà xài, nếu không hết con CPU này hoặc render không nhiều á thì xài tản khí nó vẫn ổn định cho mấy bạn trong cái việc tự bảo trì tại nhà hơn đó. Và hãy nhớ phần chia sẻ của mình nha. Vậy là qua phần chia sẻ của mình, các bạn có thể thấy được con 1290B này nó giống con 1900K cỡ nào đúng không? Và sức nào, sức mạnh cũng như hiệu năng của nó cực kỳ ghê gớm. Ngoài ra, con CPU này á, mình thấy với cái mức giá của Intel đưa trên cái trang chủ là vào khoảng 549 đô. Họ bảo là nó chưa có bán đại trà và nó chỉ xuất hiện với cái dạng như thế này thôi. Và con này cũng chưa có hàng nữa, vì đây là hàng mẫu mà. Ở đây họ ghi là Intel Confident, hàng mẫu thôi. Và với con 19K cũng giá niêm yết của Intel là khoảng 499 đô thì con này có thể giá nó sẽ cao hơn con Intel luôn, con Intel 19K luôn. Vì vậy các bạn nếu có muốn xây dựng mình một bộ máy Xeon Comet-led thì đây sẽ là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Nếu các bạn bỏ thêm chút xíu nữa thôi, các bạn sẽ có một bộ máy ổn định chạy lâu dài, đảm bảo dự án cũng như bất kỳ những cái gọi là dự án hay là những cái project gì của các bạn chạy hoàn toàn tuyệt vời. Vậy các bạn nghĩ sao về combo này? Xin mời comment bên dưới. Xin chào hai bạn các bạn trong video tiếp theo.